Anh làm sao thế? Anh làm sao? Hay là mình ra ngoài đi dạo đi. Anh là vợ em nhá. Em là vợ anh nhá. Anh phải quỳ xuống chứ. Anh quên. Nhầm rồi anh, đây là ngón giữa mà. Ừ. Em đã nói là đồng ý đâu. Ê, thôi, em đùa đấy. Em đồng ý mà. Anh xin lỗi em nhé. Anh không giỏi lãng mạn cho lắm. Không sao đâu. Cảm ơn anh. Sao? Sao lại cảm ơn anh? Vì đã không cầu hôn em ở chỗ đông người. Thế này với em là đủ lãng mạn rồi.